Qua lời kể của các chủ tiệm tạp hóa đã từng bị kẻ gian lừa đảo bằng thủ đoạn và chiêu thức hết sức đơn giản. Đó là các đối tượng thường tìm đến các tiệm tạp hóa mới mở, có quy mô vừa và nhỏ, còn ít khách. Chúng tạo lòng tin với người bán hàng bằng những thông tin liên quan. Chọn lựa mua hàng xong, đến khi thanh toán, bọn chúng nói quên mang tiền hoặc mang tiền không đủ và cho số điện thoại, địa chỉ nhà để cửa hàng giao hàng và nhận tiền. Chúng thường chọn mua một số ít hàng hóa có giá trị để tự mang về trước và tìm cách đánh lạc hướng người giao hàng để lấy cắp số hàng hóa này. Thì bữa đó mình đang bán hàng cũng đông khách á, thì có một người vô kêu em chào chị, hôm nay chị mới mở quán à, em vô em nhà em trên đây là em vô ủng hộ chị, là lựa đồ xong thì em kêu chứ chị có chở đến nhà em không, kêu ở nhà gần chỗ nào, nhà chỗ nào thì chị chở tới. Xong cái kêu nhà chị gần chỗ quán của chị Cương, đi xuống tí xíu gần nhà anh Ngoãn làm khu phố á, cứ đến hỏi nhà Thụy, Thụy hay Thúy gì đó. Rồi chở vô họ là chị tới em đưa số điện thoại bàn cho chị, thì đọc số đưa số điện thoại cho mình ghi. Xong cái kêu vậy thôi em chút nữa chị có mình chị chở chắc hơi khó, thì em chở em ít về trước và chị lên em lấy tiền luôn. Mình cũng nghe theo như vậy, thì trong lúc đó thì lấy cứ ép mình lấy tờ 10.000 thôi. Cái kêu chị cầm tiền đi, kêu thôi chút nữa ghi trong toa để tính chung luôn chứ lấy 10.000 làm gì. Kêu chị này bán hàng mà cứ chê tiền thì chị cứ cầm đi có sao đâu, thì chút hỏi phải tính. Cứ dúi vô tay mình hết mình cầm đó. Thì hồi về thì khoảng nửa tiếng sau, ông xã mình chở hàng lên nhà thì tìm hỏi khắp nó không ai tên đó. Thì gọi số điện thoại thì có một anh bắt máy kêu nhà anh ở Hà Giang chứ không phải ở Lộc Sơn. Cũng tương tự trường hợp của chị Mai tại thôn Đài Nga, xã Lộc Nga. Cửa hàng của chị Trần Thị Kiều Linh cũng mới mở, với các mặt hàng điện nước, đồ gia dụng. Vào khoảng 8 giờ sáng, có một người phụ nữ tầm 40 tuổi, đậm người, nói giọng miền Nam, đến hỏi mua các vật liệu của cửa hàng và nói là đang xây nhà. Chị ta chọn mua rất nhiều thứ, nhưng sau đó lại nói là không mang đủ tiền, nên chị lấy trước 2 cuộn dây điện, còn những mặt hàng khác thì lấy sau. Điều đáng nói là dù đã rất cẩn thận và cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới của kẻ gian, vì đã có một vài cửa hàng kinh doanh điện tử, tiệm tạp hóa đã bị lừa. Song chị Linh vẫn cả tin, nghe theo lời kẻ gian và đã mất 2 cuộn dây điện với giá trị gần 2 triệu đồng. Sau khi phát hiện mất tài sản, chị Linh đã huy động chồng con đi tìm đối tượng lừa đảo, nhưng thì đã biến mất, không để lại dấu vết. Buổi sáng hôm đó, thì có một chị đó đến hỏi mua nhiều thứ lắm. Sơn này bao nhiêu một lon, rồi là mua nhiều thì có bớt không, rồi dây điện này thì bao nhiêu một mét, rồi nhà em có nước nóng lạnh không, rồi có cái nội cái kia van vông thì nhiều lắm, hỏi ông nước rồi các thứ. Rồi mọi khi chị hay mua ở bên quán bên, nhưng mà nay em mới mở, chị đến mua ủng hộ em, và vậy thì cảm ơn chị. Rồi chị mua cái gì thì em lấy cho. Bắt đầu là đến màu sơn rồi, đến các kiểu, hỏi nhiều lắm. Xong rồi là em bán thôi. Em bán nhưng mà lúc đến cái chỗ cái để tính tiền đó, thì mình cũng không tính tiền. Rồi xong là cứ vậy là cầm ra xe cho họ, còn cầm đi theo họ rồi. Chỉ bảo là mượn cả cái bảng màu sơn để về xem là ông thầu ông chọn cái màu nào để sơn cho nó đẹp, rồi chị xuống chị lấy sơn. Còn bây giờ chị lấy trước dây điện để về cho họ coi rồi. Mà đến lúc đấy là người mình đã cứ ngây sao, cứ đưa dây điện vỏ bọc rồi đưa cho họ về. Đến lúc mà tỉnh dậy thì lúc mà tỉnh lại thì biết là họ đi, nhìn ở được đằng sau cái đuôi xe màu đỏ thì nhớ một xe màu đỏ thôi. Đối với người bị hại thì đề nghị chúng tôi suy nghĩ thì hiện nay chúng ta nên lấy cái phòng ngừa làm chính, đó là không nên tin tưởng để giao tài sản cho những người mà mình không biết rõ lai lịch. Trong trường hợp các đối tượng đến đặt vấn đề là mua hàng và đề nghị giao trước một số hàng, hẹn địa chỉ ở một nơi khác để giao số hàng còn lại và nhận tiền, thì quần chúng nhân dân nên cảnh giác, tốt nhất chúng ta không nên thực hiện các cái hợp đồng đó. Đề nghị đối tượng phải thanh toán đầy đủ tiền thì chúng ta mới giao hàng. Không giao bất kỳ
hàng hóa gì mà khi chưa trả tiền. Đây là hai trong số rất nhiều vụ việc mà những kẻ lừa đảo đã thực hiện trót lọt trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Và hiện nay với thủ đoạn trên, chúng vẫn đang tiếp tục. Dù đã có rất nhiều cửa hàng tiệm tạp hóa trên địa bàn Bảo Lộc bị lừa với thủ đoạn như trên, song do tài sản bị mất nhỏ, chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng, nên hầu hết các cửa hàng bị hại không trình báo cơ quan chức năng. Đây cũng là một trong các nguyên nhân để bọn tội phạm tiếp tục lộng hành và nhiều người dân vẫn đang bị lừa đảo. Trước tình hình này, bên cạnh việc tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an Lâm Đồng đề nghị người dân trong tỉnh cần có ý thức nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với bọn tội phạm. Và khi sự việc xảy ra, người dân cần phải trình báo ngay với cơ quan công an, không để kẻ xấu tiếp tục lừa đảo, thu lợi bất chính.